Dạ, có mấy cái hình làm việc kìa. Đâu cho con làm gì đó, đâu cho chị coi coi. Dạ, cái này là vào năm 2016, lúc em vừa mới bắt đầu công việc dạy tiếng Anh. Lúc đó thì em dạy ở nhà một cái lớp nhỏ lẻ như vậy thôi. Cái bạn dạy tiếng Anh mà trong thế hệ bây giờ thì người ta đòi hỏi cái phát âm phải rất là chuẩn. Dạ. Đúng không? Thì dạ, bạn bây giờ bạn làm thử một tràng cho mọi người nghe thử, đăng ký nè. Dạ, được. Giới thiệu về cái lớp của mình đi. Hello, I am Phong Nguyen. I'm 30 years old. I come from Huế City. That is a very romantic city. If I have a chance, I will invite you to my city. Dạ, như vậy, kiểu như vậy. Dạ. Nhưng mà khi mà nghe lại không bị giọng Huế. Vẫn là Huế. Dạ, dạ. Có một tí thôi. Tại dạ, vì chị ở Cali á, dạ, thì nhiều người, nhiều tất cả các vùng miền về lại Cali, dạ, thì dạ, khi mà người Huế mà nói tiếng Anh là chị nghe ra ngay. Dạ. Tại có cái những cái từ ví dụ như exactly thì exactly. Đó, nghe cái từ dạ, nghe dễ thương lắm. Dạ. Hiểu không? Exactly. Mình nghe cái mình exactly cái mình quay qua mình biết là người Huế dạ, liền. Dạ. Có nghĩa là cũng vẫn còn giữ là chút tiếu Huế. Dạ dạ. Ok. Đó, cái vậy đó. Dạ ok. Đó, bên đó thì dạ, Huế là giống như họ giữ được luôn cái vùng miền luôn. Dạ, dạ em nghĩ là Hương nghe được cái đó dạ, là người Huế. Dạ. Đó. Còn ở đây thì mình phải chuẩn hơn một tí ha em dạ, ha. Dạ. Anh nghĩ là em nên giới thiệu về cái quá trình hình thành của em trong công việc, trong công ty này, dạ, đúng không? Bắt đầu sao, cảm hứng sao rồi? Khó khăn gì để cho bạn hình dung được cái con người của em? Dạ. Dạ thì thực ra là cái việc mà em thành lập công ty của em á thì cũng rất là tình cờ thôi. Bản thân em không phải là sinh viên ở chuyên ngành tiếng Anh, nhưng mà em đã học tiếng Anh từ nhỏ, từ năm 4 tuổi, từ những cái bài vở lòng đầu tiên của mẹ dạy. Thì đến vào năm 2009 á thì tình cờ gia đình em gặp một cái biến cố là bố mẹ bị lừa mất tiền và bố em thì bệnh, và 2 năm sau đó thì bố em mất luôn, và em thì phải bỏ học đại học bởi vì là không có tiền học phí. Thì lúc đó em làm đủ nghề để sinh sống, từ phục vụ bàn, từ giữ xe, rồi làm đủ thứ để sinh sống. Rồi tình cờ có một hôm á em được nhận vào làm cho một tập đoàn quốc tế. Thì em cũng tình cờ được nhận thôi, bởi vì lúc đó người ta tuyển ở trên mạng. Nhưng mà em cũng vì mình mặc dù mình có tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của mình không phải là tiếng Anh chuyên ngành, không phải tiếng Anh của chuyên ngành, mà người ta tuyển phiên dịch viên làm chuyên ngành. Nhưng mà lúc đó em cũng liều quá, em nghĩ là thôi bây giờ mình đâu có gì để mất đâu, thì mình cùng đăng ký vào làm đại vậy. Và không ngờ là sống sót qua được 2 tháng. Và sau đó đến năm 2015 thì cũng tình cơ qua mạng xã hội, em thấy được có một cái bạn đó đăng bài lên là muốn đi học tiếng Anh để đi phỏng vấn du học Mỹ. Thì em ok, mà em nghĩ mình cũng đang rảnh mà, mình sẽ làm. Sau đó mình nghĩ là nếu như mình làm được một người thì mình sẽ làm được với nhiều người. Vậy là em thử đăng bài, cũng lên đăng bài trên mạng về tuyển. Hôm nay mình có ở, mình là tên này tên kia, ở đây mình có nhận lớp dạy này nọ. Và từ đó là những cái tiền đề đầu tiên. Em dạy như vậy, dạy nhỏ lẻ nha, như vậy tầm khoảng cỡ 2 năm. Đến năm 2017 thì khi mà đã đủ cái số vốn và được bạn bè và được gia đình và bạn bè ủng hộ và đồng viên, thì em cũng quyết định chơi lớn luôn, là quyết định thành lập công ty, một trung tâm Anh ngữ của riêng mình. Và cho đến nay thì bọn em đã có 2 cơ sở ở Huế. Giỏi vậy. Dạ, và 2 cơ sở luôn. Và một cơ sở ở Vũng Tàu đang chuẩn bị mở. Đang ở Vũng Tàu chuẩn bị mở. Yeah. Em có biết là cái giọng nói á, chả chị cũng có nói là giọng con trai Huế á, mà một khi ru rồi là ngủ á, em nói chị mà chị muốn ngủ luôn á. Cái giọng ngọt mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, không có như chị. Hiểu không? Giọng sẵn sẵn. Nhiều khi đang ngủ chị tới chị mượn đồ, chị xin đồ cho dậy luôn, ngủ giật mình luôn. Còn trong khi giọng em như ru vậy đó. Dạ, ha, ngọt ngào. Số 4 này giọng người thì miền Bắc nữa, hai đứa ru luôn. Em ha. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.